Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc. Năm nay mình 16 tuổi, hiện mình đang học trường Chu Vĩnh Ký tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mình mới nhận được thông tin là mình đã có được visa du học Úc. Mình cảm thấy rất vui. Lúc đầu mình cứ tưởng là mình không xin được visa, cứ sợ phỏng vấn. Lý do mình chọn nước Úc là vì Úc là một trong những nước đang phát triển trên thế giới. Bằng cấp của Úc cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế, không khác gì những nước Mỹ, Canada, mà trên vị trí địa lý gần với Việt Nam, tiện lợi cho mẹ mình có thể qua thăm mình. Qua Úc mình sẽ học trường Oxford College tại thành phố Sydney, bang New South Wales của Úc. Hiện tại ở Việt Nam mình đang học lớp 11. Khi học xong chương trình phổ thông, mình dự định học tiếp chương trình đại học tại Úc với chuyên ngành là kinh doanh. Mình thấy kinh doanh là một trong những ngành đang phát triển trên thế giới. Mình sau này mình muốn trở thành một nữ kinh doanh thành đạt. Biết được Tân Đại Dương qua TV, mẹ mình đăng ký cho mình trường Tân Đại Dương đã giúp đỡ mẹ mình và mình rất nhiều. Đã tư vấn xin visa cho mình. Tân Đại Dương đã hướng dẫn cho em những câu hỏi trước khi em phỏng vấn. Nhưng rất may là em không phỏng vấn. Tân Đại Dương đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình làm hồ sơ, đã giúp đỡ mẹ em bổ sung những giấy tờ còn thiếu, và kết quả là em đã đậu visa. Em rất cảm ơn công ty du học Tân Đại Dương vì đã giúp đỡ em. Em rất hài lòng về những dịch vụ bên công ty Tân Đại Dương giúp em tìm được chỗ ở bên Úc. Và nếu sau này các bạn có đi du học thì hãy chọn công ty Tân Đại Dương để tư vấn và giúp đỡ nhiệt tình cho mình. Bây giờ có visa rồi, mình khuyên các bạn là không, trong quá trình xin visa các bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chuẩn bị tâm lý nếu có phỏng vấn, nếu cần hỗ trợ các bạn nên đến công ty Tân Đại Dương để được tư vấn nhiệt tình để có như visa như mình. Chúc các bạn thành công.